Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã trở lại với sân khấu sau thời gian im ắng vì ồn ào tiền từ thiện. Lần trở lại này, nam nghệ sĩ đóng vai ông Tài trong vở kịch Lạc Giữa Biển Người của đạo diễn Minh Nhật. Đây là vở diễn tham gia liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc 2021 và sẽ được công diễn vào dịp Tết 2022. Hoài Linh không làm khán giả thất vọng trong ngày trở lại vở kịch Lạc Giữa Biển Người, xoay quanh một xóm trọ nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó, ông Tài, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, là chủ nhà cùng khách thuê phòng gồm bà Năm ve chai, Việt Hương, vợ chồng Trâm Sơn, Thanh Hiền, Tiến Khoa, bán cháo lỏng. Cậu bé Huy được bà Năm cưu mang sau khi cha bỏ trốn vì bị giang hồ truy đuổi. Cuộc sống êm đềm của khu trọ nghèo đã thay đổi sau khi Phi, Khương Ngọc chuyển về sống. Một thanh niên từng bị ngồi tù 5 năm, cố gắng hoàn lương nhưng vẫn không thể tạo niềm tin với mọi người. Trâm mất 15 triệu đồng, mọi ánh mắt nghi kỵ hướng về phía Phi. Anh mở một tiệm sửa xe nhưng không ai dám đến gần. Ngay cả tổ trưởng khu dân phố cũng trách móc ông Tài vì cho thành phần bất hảo thuê trọ. Trong đó, chỉ có bà Năm ve chai đồng cảm và yêu thương Phi. Bà khuyên ông Tài, Trâm nên mở lòng, giúp đỡ Phi hòa nhập. Bà thương Phi, coi anh như con mình bởi trước đây bảo con trai bà cũng từng sai lầm và qua đời vì không ai giúp đỡ. Vở kịch không có quá nhiều kịch tính nhưng thu hút nhờ khơi dậy tình người ấm áp. Sự tái ngộ của Hoài Linh trên sân khấu kịch nói sau một thời gian vắng bóng liên quan đến vụ lùm xùm ngâm tiền từ thiện khiến nhiều khán giả quan tâm. Hy vọng nghệ sĩ Hoài Linh sẽ trở lại với niềm đam mê trên sân khấu cùng khán giả trong nay mai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.